Hello các bạn, thì các bạn hay cho ý kiến là bóng màn tan hầu giờ là chưa có một ý tưởng nào á. Buồn hả các bạn? Ngậm điều thuốc vừa nghĩ về đời, mày nghe tao nói có đúng không? Ngày ra đời và tới lúc này mày đã làm được điều gì chưa? Hay mày chỉ có hai bàn tay trắng mà cứ cắm đầu và giả thương? Anh ý tưởng bằng tan không? Các bạn góp ý là ý tưởng chi mà mua kêu dáng chuột? Nè, cá tưởng à. Lương tâm hiểm. Lương tâm bém hay cho ý tưởng ấy. Thì hôm nay mình sẽ có một ý tưởng là kêu dán chuột nha các bạn. Sao? Có dám mở lại không? Được trước, bán trước hay tự nghĩ ra? Tự nghĩ đi cho. Dạ nói. Mà sao ý tưởng sao? Tao biết là tao muốn cho gà bé mà dán sao này? Dán đầu ổng á. Anh muốn dán đâu? Dán đít đi. Là sao giờ anh muốn sao? Ý anh nói là ý anh muốn gì? Anh muốn làm gì? Tao muốn chiếc tròn này tao bỏ mũ hiểm ông đậu lên là dính tóc ông nhiều không? Cái đều ông ấy. Cái đều ông cạo còn chấm á, độ mấy giờ anh làm sao mà hấp cái chấm nó nữa đẹp. Vậy sao mày? Đâu? Anh mới nói dán đít mà giờ thì giờ lên dán đậu. Bây giờ sao ông ơi ý tưởng đi. Dán đít là hư quần luôn á nha. Bây giờ sao? Anh mua miếng nhắn chuột mà không có ý tưởng, anh mua làm gì? Anh quất tao chút vậy, hư quần của cậu bảy anh cái đó là không. Mày tao quê tao lại đến với mày. Ông lên nhà tao chào. Không, tôi nghe mà. Ông lên nhà tao chào. Thì lên nè, đụng đồ của anh thôi, anh có biết đền cái chữ không? Không đền hả mà làm cái gì? Mày tao ngồi đây mày hiểu đâu. Sao trong chén đập đồng chén đền? Ngồi đây hiểu đâu, mày cái nào đấy? Ngồi hiểu đập trong chén đền, đền. Mày ngồi mày phá, em đền là phá đồ nhà đúng không? Trời là đừng bao đúng giờ đụng vé hội. Đúng, anh là cái thằng chào vé nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ này là làm sao? Bây giờ sao giờ muốn chạy không? Anh nghĩ ý tưởng mà. Lại cho ai cho này ai cho không hiểu. Tôi không, đơn phút đi. Đơn phút nó kẹp kìa cậu bị ấy. Rồi mày ở trong mày nhét tao. Ông ngầu xuống gớ là mày. Là dính hiểu sao? Thử ý sao vậy? Em này là nấp đâu chứ đủ em đứng đây ông thấy em sao? Mày nấp trong bụi nào đang này? Ví dụ em đang nấp gì đây? Nấp trong lưng này. Sao? Đây, tao là cậu bảy này hiểu không? Cậu kia này. Tao nói là em đang phấn kêu mày mày. Lâu quá. Giờ em là anh là cậu bảy đúng không? Đúng rồi. Em làm phút này đang phấn này. Mày bữa giờ cuộc sống mày sống tốt không mày? Đúng đầu vậy á. Đâu cứ nói dài dòng cho đúng rồi đâu. Ngu quá. Rồi biết bỏ xong rồi đúng không? Đợi xem hả? Phía chó đúng không? Phía chó đúng không? Đồng hồ đúng không? Bỏ miếng nhân chuột này. Đảm bảo chúng em quá. Bỏ vô. Đồng hồ. Thấy chưa? Đi làm sao vậy? Và tao không sợ thằng đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, ghét nhất thứ ớt trong. Thế này dặn hay dặn không? Không mày tao nói gì chơi cậu bị ai thì biết chứ không phải em chỉ rồi tưởng nó trò quá không chúng mày tao đưa đi tưởng cho tao luôn rồi ai biết chứ anh nói bỏ ngầu anh tự với ai thử tao mới làm mẫu à mình ngu que đỡ cậu bị cái gì tao biết vậy chút em mới cho mày cái gì chứ anh cho anh phải chấp nhận trước chứ chứ mày cho tao chạy đụng mày ai đền lột ra lột cái tay chè mày cho lột mày nó dính rồi mày lột ra mở hủ đụng mày cho vậy ai đền trả tao khoản tao nữa mày đền đi đụng hết ảnh này cái tưởng đụng đi đâu có người không đụng ông trao tao được ông giọng kêu đền này chơi gì tao chơi đâu đụng đen nha đụng mày thâu đầu đi với mẹ em mày chơi vô mày vô im mày vô Đúng rồi, không, đúng là nói mối là cậu. Thì hôm nay hả, mình trôi trên đao có nhiều cái hay lắm. Trôi trên đao cậu. Bây giờ anh góc, anh đứng này, chầm nào nói này. Điền trên đao cái nó hút cước bò. Rồi giờ biết tôi sao không? Hút cước bò. Hút cước bò, bò không được bông thằng trên đao. Được không? Không được không? Trôi trên đao, ngờ quá. Được không? Thì cũng nói nè. Hôm nay nè, ở đâu hãy còn clip đây, mình sẽ đo hai hình ngu.
làm gì hai đen dữ vậy? Thầy ngu á, có một thầy ngu bếm mì nó dính đâu. Sang với thằng xanh đấy. Không, có một thầy ngu mà nó bếm nó dính đâu. Còn sang với thằng xanh đấy. Còn một thầy ngu mà cái mạch lỗ nó cũng dính nữa đâu. Cái đầu. Đâu. Mà này. Lỗ này sao? Trên sang không? Đây là người bị dính rồi, bên ngoài kia đâu nè, đó. Quả mai, ừ, nỉ ra trôn vừa nát rồi ấy. Má, nó gửi mấy cười dơ. Trời dơ. Để giờ cho ăn thằng ái chưa nhé. Giờ tới cho. Cậu quân mấy nó chụp nè. Đồ mẹ đâu mày? Đâu làm có. Quân mở miệng đầu tiếp. Đồ mẹ. Đây. Quá. Biến lại Phúc. Đây. Quá. Biến lại Phúc. Chết cô đẩy mẹ. Và tao không sợ thằng đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, ghét những thứ đây này. Hôm nay này, ở trong cái clip đây mình sẽ đo hai thằng ngu, hai thằng ngu 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 này. Mày cũng ngu luôn. Ủa sao rồi trời cậu bị sao mày bó vô đi tao với mày. Cái nó tự dưng. Nó nói mày con người không sợ cái địch mạnh chứ sợ đồng đội ngu là mày. Tao mày. Mày ốc chó dữ mày. Tao. Ủa tôi. Nay bàn. Ờ nó bàn cho cậu bị. Hai giờ dạy thuốc của tao. Dụ nên có tao tôi. Cậu bị. Cậu bị con người dính mà. Thế là mày định tao tao cái cậu này. Thằng đó tao còn hả? Tao hai ngu. Trời ơi, cái thằng này ý tưởng con này. Mà cái con ấy con này nó còn hai rồi chứ. Đó nghĩ tụi. Ông là ông cười. Lão cười nó cái gì kia là. Ông còn nghĩ tụi cho lộ con mày nữa. Không mấy tụi. Tính ra mày cũng tốt lành mẹ gì mà cũng tốt lành mẹ gì. Không có nghe đâu. Mẹ con không tốt lắm. Cậu quần luôn ơi. Cậu quần luôn. Em lộn. Mày mày giờ anh vui gì đấy này? Anh lý tưởng mới mày dám làm đúng rồi hai người. Mày dám làm mày dám làm xuống đâu nhỉ? Anh ta đâu? Mày đem xuống nhà đi. Nhưng mà em có biết đâu? Mày biết sao nó dám mày? Chẳng gì em đâu có biết đâu đi nó bỏ đi em đâu? Mày sao nói em nó bỏ đi cậu bỉ? Chạy thật thật cái đuôi nó mày làm với chó là cái gì mày? Hai thằng chuột hai mấy lần chuột hai bên mèo ấy. Mèo ấy mèo ra đi đâu mày? Lột ra lột ra giùm ngay quá. Hai chuột lột ra lột. Đụng nhẹ thôi chứ còn gì cái quần nữa vậy? Đụng luôn mẹ nó đụng má luôn rồi. Ủa mẹ ông lột không có tình kêu dính áo rồi nữa nha. Giờ muốn gì nó mẹ? Ê ông nó cho lẹ mày kìa. Tôi lấy nó thì giá ai biểu mày chờ tao gì? Trời ơi sướng mày. Ai không dám áo tôi chuột. Hai nó cắn nhau kìa. Đấy thôi vậy. Phùng ra. Em mong mày to dám cậu quần đi vô đồ không? Ông dám cậu không? Cậu luôn. Cậu ở trước đi. Cậu ơi quá. Lột quần xì. Lấy cái đầu mấy quần nó khoe lên tới bên đây cũng bằng nữa anh. Chúng nó mặc luôn hả? Tao quần nó mặc luôn hả? Bé bấy mấy khi nào vậy? Tao cắm nhớ đầu cái giặt đồ đâu mà sợ. Trời ơi, chơi gì nữa, chơi gì nữa được. Tao cắm thùng thu quá. Hai ngu giờ mày tới tao thầy ngu quá. Giờ chơi tao. Dán đầu luôn. Dán đầu cái gì? Lột ra dán đầu cái gì? Lột ra hư quá không? Ê chạy nó lột ra. Nó lột ra. Có kèo nữa nha. Đồ mẹ tao đó. Dán bụng nó hả? Mà mẹ mày. Đi ra quá. Thấy được, không quá bờ tao đánh người quá. Ai chơi? Sao mày ăn chi? Rồi mày ăn cả một miếng nó biểu ai chứ? Ý thương của mày mà mày ăn chi? Ý thương của anh quá. Ai? Mày của anh nha. Nhưng mà mày đưa đi ăn. Giờ này. Cái chiến trục này bữa em mới đọc trên mạng á. Là sao? Nó đứng phần đánh là nó ra. Nè, đúng rồi, đúng rồi. Em dùng mát nữa. Mày 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 sao vô mát? Đứng lại đi anh không còn xuống cho chậm cái đít lên. Chậm đít lên. Quay chân xuống rồi chống hai tầng này. Chậm. Thiệt á. Cũng mấy bữa giờ mày trời được nhiều. Thiệt á. Chị nha, mày lại té kìa mày ngồi mày cười cười dán dán ngoài lại mày kẹt kẹt kẹt. Ai biết ông ngầu ông nghĩ tưởng nào mẹ cái quần nó đi đấy còn hai cục cướp rồi sao kìa còn hai cục cướp rồi sao kìa ông nghĩ ai tưởng đã rồi ông là thằng bị trâu còn nước nó ông cười ai nghĩ tôi đưa làm mẫu ơi ông điền tôi chú chị ai điền thằng thiết nó bỏ vậy ăn này anh mà chưa thằng thiết ông luôn
Định đâu cho cạo đầu luôn đi. Chơi đi. Định đâu ông á? Mày chơi đã anh em mà chơi đi. Đừng đâu Phúc. Đừng 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 Phúc. Tự nhiên hay giờ hai thằng nào cũng bị hết. Ngỡ chồi. Đồ mấy tôi đau đầu quá này. Chưa đủ ấy. Thôi cho nó kéo đi, nhìn ao à. Tiếp tục đây, cục chín mũi này anh Quốc. Anh ơi, anh đợi, cục chín mũi á. Dạ. Chiến hử. Ép vô, ép vô, ép. Đồ quá không phăng. Phăng gì? Ê chơi ráng chịu với cái ý từ ai nghĩ? Ai nghĩ? Mày chơi với ai chơi? Ai chơi? Mày chơi với ai chơi? Mày chơi với ai chơi? Đâu? Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Tao không có nha. Hả? À, camera em đâu? Đâu em đi luôn? À. This is great.